học viên Vũ Thanh 75 tuổi, lớp tạp chí Liên Tâm tại Thái Bình, chỉ qua một tuần áp dụng phương pháp dậm gót chân và chườm đá ấm vùng gan theo liệu pháp y mao mạch của thầy Dư Quang Châu hướng dẫn, đã thấy hết chứng huyết áp cao, cải thiện chứng viêm gan mãn, giúp ăn ngon, ngủ ngon, cải thiện đường tiêu hóa, hết chứng đắng miệng, cải thiện tiền liệt tuyến và chứng viêm kết mạc bờ mi. Tôi là Vũ Thanh thì chúng ta thầy đã biết rồi, 275 tuổi. Thế qua nghe thì tôi thấy là nó trúng với lại cái bản thân tôi, cho nên là tôi mua đá, để mua một số các cái dụng cụ cần thiết. Thế thì về tôi giải quyết được mấy việc của bản thân tôi như thế này. Thứ nhất là cái dậm chân thì lúc đầu tôi chỉ dậm có 50 cái. Về sau lên 70, lên 100, lên 150, lên 200. Thế lên 200 thì tôi dừng lại. Thế thì từ hôm ấy đến hôm nay thì kết quả là 3 năm uống thuốc hạ cái năm, sáng nào thì uống thuốc. Mà tối đa là 160, 170, tối thiểu 110. Thế thì bây giờ cái huyết áp của tôi nó chỉ có 110 là trên 70. Kết quả ngày hôm qua kiểm tra sức khỏe ở ban bảo vệ sức khỏe của tỉnh về kiểm tra thì thấy kết quả đáng mừng. Thế thì thứ nhất là tôi đã giải quyết là cái huyết áp cao của tôi. Cái thứ hai là tôi chườm đá, thì tôi chườm ở vùng gan. Thì như thế là hôm trước tôi đã báo cáo rồi, tức là tôi bị viêm gan mãn mà do cái hậu quả của chiến tranh, cho nên là đã áp viêm gan từ sau ngày giải phóng. Thì đến bây giờ là cái cơ quan quản lý sức khỏe của tỉnh thì cũng đã siêu âm màu là rất nhiều lần, có thể nói là dưới 10 lần siêu âm màu, thì người ta kết luận là cái gan nó có nguy cơ sơ gan. Thế thì vừa rồi tôi chườm cái đá này thì tôi thấy nó dễ chịu và nó nóng quá thân, và cái bụng của thế nó dễ chịu, nó không có căng cái bụng nữa. Thế mà ăn ngon ngủ ngon mà cái mồm nó không có đắng nước bọt ở trong mồm. Thế thì và cái thứ hai là cái đi đại tiện cái là thế, nó thoải mái chứ nó không ngồi ấy là 20-30 phút như trước đây. Thế là cái đường thông thì tôi thấy cái kết quả của cái gan này rất hiệu quả, mà tôi hy vọng là tôi sẽ qua khỏi được cái cơn nguy kịch về sơ gan. Thế thì là cái kết quả về chườm cái này, chườm dưới vùng gan. Thế thì cái thứ hai là cái đá này tôi đem chườm vào vùng bàng quang và chườm cái tiền liệt tuyến. Tiền liệt tuyến của tôi nó cũng đã to rồi. Thế thì báo cáo với các vị là xin lỗi là đi tiểu là nó cứ rơi rớt ra quần, mà một ngày một đêm tôi phải đi tiểu 5-7 lần. Thế là đi lần nào nó rớt ra quần là thế. Thế cho nên là cứ phải ra quần ngày 2 lần để quần đó. Thế nhưng mà đến khi tôi chườm cái này thì hộ đêm không cần đi tiểu. Nếu có thì đi lúc 1 giờ là cái lúc mà hết thì giấc ngủ buổi tối rồi. Nếu 1 giờ chúng ta đi lần và đến sáng thì làm vô tư không có vấn đề gì, nó không ngăn cái bụng mà nó không xúc được mình phải dậy. Thế thì đấy là cái trường đá tôi thấy kết quả hay. Cái thứ ba là cái tay tôi trường đá cái đỡ đá cái tay mắt. Thế thì cái mắt của tôi là nó viêm kết mạc bờ mi cũng 4-5 năm nay, thì mỗi tháng phải nặng ngủ ở cái bờ mi ra một lần, tức là nặng là ngoài vùng dịch. Thế thì bây giờ là bà uống cái thuốc để chống viêm. Thế thì là từ hôm làm đến nay thì tôi không uống thuốc nữa, và tôi chỉ có chườm đá thôi, thì nó không chảy nước mắt và hai bên mắt nó không bùi dịch nữa. Thế đấy là cái kết quả của cái đá, cái tay chườm đá bốc lên mặt, bốc lên cái màu mắt này. Đấy là đối với bản thân tôi thì có mấy cái kết quả sơ bộ bước đầu như vậy. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu.